Xin chào các bạn, mình là Quế Hương thì rất vui vì các bạn luôn lắng nghe cái phần vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết cái cách để các bạn book lịch đi khám sức khỏe đối với lành xung quanh Úc như thế nào. Thì bởi vì nhiều bạn vẫn còn chưa biết là cách khám sức khỏe ra sao, hoặc là các bạn đến phòng khám mà chưa có lịch book thì các bạn cũng phải đi về thôi, cho nên cần phải book trước. Đầu tiên thì các bạn phải vào trực tiếp trang web của lành xung quanh Úc. Thì trang web đó là imi.mình đọc mà từng chữ cho các bạn nắm rõ luôn ha, imi.gov.au. thì trong cái trang web này sẽ hướng dẫn cho bạn biết cái cách để bạn khám sức khỏe. Thì đầu tiên bạn phải tạo một cái tài khoản trước, bạn phải có tài khoản, rồi sau đó bạn mới có thể là đăng nhập thông tin của các bạn vào, bao gồm ngày tháng năm sinh, rồi tên tuổi, rồi mục đích đi Úc, rồi vân vân, hỏi rất nhiều thông tin. Và khi mà các bạn submit đến cái bước cuối cùng rồi á, thì bên cơ quan lãnh sự quán người ta sẽ cung cấp cho bạn một cái mã gọi là cái mã HAPID. Thì khi mà đã có cái mã đó rồi thì bạn bắt đầu mới gọi điện lên các cái cơ quan phòng khám mà lãnh sự quán liên kết yêu cầu đưng đơn đi khám á, thì các bạn đặt lịch ở đó ha. Thì những cái cơ quan mà lãnh sự quán người ta yêu cầu có những cơ quan như là SOS Radford Medical á, hoặc là IOM, đây là hai cái cơ sở khám thì rất là tốt về chất lượng, bạn có thể là chọn một. Khi mà đã có lịch khám với phòng khám rồi thì bạn cần phải mang theo đầy đủ những cái giấy tờ thì các bạn mới đi khám được. Đầu tiên là bạn phải có cái mã HAPID đó, rồi cái thứ hai nữa là bạn phải có cái passport gốc mang theo cùng với cái lệ phí đóng để mà khám sức khỏe. Khi mà khám sức khỏe thì thông thường sẽ mất khoảng độ là 30 phút cho tiến trình khám sức khỏe. Sau khi hoàn thành các bước thì bạn có thể là ra về nè. Rồi bạn cũng không có cần phải chờ đợi kết quả được gửi đến mình đâu, bởi vì cái kết quả này bên phòng khám sẽ gửi trực tiếp đến cơ quan lãnh sự quán để họ xét duyệt cái hồ sơ du học của bạn. Nếu mà có phát hiện gì cần khám lại phòng khám thì bên phòng khám hoặc là bên lãnh sự quán sẽ yêu cầu bạn phải đi khám lại những cái bệnh đó, ví dụ như là bệnh lao phổi hoặc là bệnh về đường huyết áp máu rồi vân vân đó. Nói chung là khi nào có yêu cầu khám lại thì bạn mới đi, còn không thì thôi. Thì lưu ý rằng là chỉ những cái hộ chiếu Việt Nam bản chính và có cái chữ ký của người mang hộ chiếu mới được chấp nhận dùng để mà kiểm tra nhận dạng khi mà bạn đi du học Úc, khi đi khám sức khỏe. Hoặc là nếu mà bạn còn phân vân á, không biết book hoặc là vẫn còn cảm thấy nó hơi mơ hồ chút thì bạn có thể là nhờ những cái dịch vụ để mà họ book lịch khám cho bạn, thì nó cũng tương đối nhanh chóng gọn lẹ. Đó là cái cách mà khám sức khỏe. Còn hôm nay mình cũng ngoài cái việc khám sức khỏe nữa thì mình cũng cho các bạn biết một vài cái thông tin về cái bảo hiểm mà du học sinh khi đi học phải đóng, phải mua cái bảo hiểm đó, hay gọi là cái bảo hiểm OSSC. Cái bảo hiểm này gọi tắt là Overseas Student Health Cover. Thì đây là một loại bảo hiểm y tế dành cho sinh viên du học Úc, sẽ giúp bạn trang trải các chi phí khám chữa bệnh trong thời gian mà bạn sinh sống và học tập tại Úc. Những dịch vụ mà OSSC bao gồm điều trị do các bác sĩ địa phương họ điều trị cho bạn, hoặc là điều trị đặc biệt bên ngoài bệnh viện, hoặc là điều trị y tế trong quá trình bệnh viện, hoặc là các loại thuốc có được kê đơn này, hoặc là dịch vụ xe cứu thương, hoặc xét nghiệm và X-quang, hoặc là hỗ trợ cái ghép bộ phận giả. Mua bảo hiểm này đầu tiên là để phải đảm bảo yêu cầu thị thực, là có nghĩa là đảm bảo khi mà nộp hồ sơ bạn xin visa từ lãnh sự quán. Thì bộ di trú yêu cầu tất cả những người có thị thực du học Úc duy trì mua bảo hiểm OSSC trong suốt thời gian học ở Úc. Bảo hiểm y tế dành cho du học sinh này phải bao gồm toàn bộ thời gian của các khóa học mà bạn học tại Úc, và còn phải là cộng thêm một khoảng thời gian hợp lý sau cái ngày kết thúc dự kiến của khóa học cuối cùng, chứ không có được sát quá. Rồi về việc khi mua bảo hiểm này thì bạn sẽ được an tâm và tiết kiệm chi phí du học Úc hơn. Việc điều trị y tế có thể đắt đỏ, nhưng mà du học sinh không đủ điều kiện đối với dịch vụ là Medicare, là cái dịch vụ hệ thống bảo hiểm y tế công cộng cho công dân Úc. Do không thể tiếp cận được cái dịch vụ Medicare cho nên du học sinh có thể là gặp khó khăn trong việc trang trải chi phí cho việc điều trị y tế.
Trong một số trường hợp như vậy thì việc điều trị tại bệnh viện có thể là mất chi phí lên tới 600 đô la mỗi ngày đó. Cho nên là trường hợp này thì nếu bạn mua bảo hiểm OSC được đưa ra thì các bạn sẽ được đảm bảo cho việc là bố trí chăm sóc y tế trong suốt thời gian mà bạn học ở Úc. Rồi bảo hiểm này còn đảm bảo cho bạn là có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp mà không có bị rơi vào tình trạng là quá khó khăn về phần tài chính. Nếu mà bạn cũng chưa biết là mua cái bảo hiểm này từ cái hãng nào thì mình có thể đưa ra cho bạn một vài gợi ý như sau là có thể mua ở hãng Australian Health Management OSSC hoặc là hãng Bupa Australia hoặc là Medibank Private hoặc là Allianz Global Assistance OSSC hoặc NIB OSSC. Thì đây là một trong những hãng rất là tốt và chất lượng bạn có thể tham khảo khi mua bảo hiểm tại Úc. Một vài cái lưu ý quan trọng khi mà mua bảo hiểm y tế tại Úc nữa là nếu bạn trượt một vài môn học và cần gia hạn cái bảo hiểm của bạn đó, thì bạn còn phải có trách nhiệm thu xếp việc này trực tiếp với nhà cung cấp OSC của bạn. Bạn nên liên lạc với cái cơ sở đào tạo của bạn để mà xác nhận các cái thỏa thuận. Rồi nếu mà khóa học của bạn dưới 3 tháng hoặc là bạn đang đi du lịch đến Úc bằng thị thực chứ không phải là loại thị thực sinh viên hay gọi là visa sinh viên á, thì bạn không có đủ điều kiện để mua cái bảo hiểm OSSC, tại vì cái bảo hiểm này gọi tắt là Overseas Student Health Cover, là có nghĩa là dành cho du học sinh thôi, nhưng mà bạn đang đi du lịch thì tất nhiên không có đủ điều kiện rồi. Thì nếu trong trường hợp này vẫn muốn mua thì bạn nên mua cái bảo hiểm du lịch đó, thì nó cũng có những cái gói riêng biệt. Rồi nếu bạn gia hạn thị thực sinh viên của bạn á, thì đồng thời bạn cũng phải gia hạn bảo hiểm OSSC của mình luôn đó. Rồi và khi mua thì bạn phải có trách nhiệm đối với cái bảo hiểm tai nạn và tài sản trong quá trình sinh sống tại bang Victoria. Đây là những cái điểm lưu ý dành cho những bạn nào sinh sống ở Victoria này. Và mua bảo hiểm du lịch trước khi mà bạn rời khỏi đất nước bạn là một điều rất là khôn ngoan. Rồi nếu bạn có thai trong khoảng thời gian 12 tháng chờ bảo hiểm OSSC và bạn cần được chăm sóc trước khi sinh hoặc là thăm khám thai vậy đó, bạn phải tự chi trả những cái chi phí này. Bạn phải mua trước cái khoảng thời gian là 12 tháng thì bạn mới được sử dụng những cái dịch vụ trong bảo hiểm này mặc dù bạn có thai. Nên là đừng có qua mua trễ quá ha. Thì đó là những cái thông tin về cái việc là khám sức khỏe đi Úc cũng như là cái thông tin về bảo hiểm du học sinh OSSC. Hy vọng là những cái thông tin này các bạn sẽ cảm thấy tương đối đầy đủ và hài lòng. Nếu mà cảm thấy còn băn khoăn quá thì cái comment và cái vlog của mình sẽ rất là sẵn sàng trả lời. Xin chào các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính, tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ, hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ, khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.